Chồng cũ Nhật Kim Anh bất ngờ đăng status để ân ý sau thời gian liên tục bị tố tệ bạc ngăn cản chuyện gặp con. Dù không nói đích danh đến ai nhưng dòng trạng thái của chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn khiến nhiều người cho rằng anh đang ngần ý. Nhắc nhớ về mối quan hệ đã qua với cô, sau ly hôn, dường như mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa thể dung hòa. Nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa liên tục đăng đàn tố cáo chuyện chồng cũ và gia đình chồng, dùng nhiều cách để ngăn cản không cho cô và con trai gặp nhau. Thậm chí Nhật Kim Anh chia sẻ dù cô đã năn nỉ cầu xin Bửu Lộc cho đón con đi chơi vào ngày mùng 3 Tết, khi nào bé đi học sẽ trở lại về nhà nội, nhưng đều không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Quá bức xúc với chồng cũ, cô cho biết, tại sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Cầu mong pháp luật công bằng đòi lại công lý giúp tôi. Nhiều lần bị Nhật Kim Anh tố cáo công khai như vậy, Bửu Lộc vẫn giữ tâm lý bình thản, chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi cùng con và gia đình lên trang cá nhân. Cho tới mới đây, anh bất ngờ đăng một dòng trạng thái mới chứa nội dung đầy ẩn ý, nhắc nhớ về những mối quan hệ đã đi qua trong cuộc đời. Dù không nói cụ thể, nhưng nhiều người cho rằng chồng cũ Nhật Kim Anh dường như đang muốn nói tới mối quan hệ với cô cho tới thời điểm hiện tại. Chồng cũ Nhật Kim Anh đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý sau thời gian liên tục bị nữ diễn viên tố tệ bạc ngăn cản chuyện gặp con. Tất cả mối quan hệ đến với chúng ta như những nhiệm vụ, có thể chỉ một tuần hay một đời, nhưng chúng đều mang lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa thúc đẩy sự trưởng thành của chúng ta, hoặc là để lại cho chúng ta vô vàn niềm vui và hạnh phúc, hoặc là để lại cho chúng ta rất nhiều bài học vô cùng đắt giá. Hãy trân trọng và sống với mỗi giây phút hiện tại và Thượng Đế ban đến, chồng cũ Nhật Kim Anh chia sẻ. Dù bị Nhật Kim Anh tố cáo nhiều lần, nhưng Bửu Lộc vẫn giữ im lặng. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên con trai trên trang cá nhân. Tin nhắn Nhật Kim Anh gửi cho chồng cũ Bửu Lộc để xin gặp con được cô đăng tải trước đó. Nữ diễn viên khẳng định vì sợ con trai theo mẹ nên chồng cũ mới im lặng như vậy. Ở tiệc sinh nhật của con trai cách đây không lâu, Nhật Kim Anh cũng hội ngộ chồng cũ, nhưng mâu thuẫn của cả hai thì chưa thể hòa giải.